năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đó là các mỹ từ dành riêng cho loại gạo chất lượng cao, đạt chất lượng OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội, gạo Japonica, giống Nhật G02. Việc phát triển sản phẩm gạo chất lượng cao tạo nên các sản phẩm tiêu biểu đặc sắc, phù hợp với các tiêu chí trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, trở thành minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của quá trình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ. Từ đó, hồi sinh những cánh đồng hoang hóa khi xưa. Ứng Hòa là vùng chuyên canh lúa trọng điểm của thành phố Hà Nội. Tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của thành phố, hạt gạo vùng đất khu cháy của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn kết tại xã Phương Tú đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao có giá trị cao trên thị trường. Bằng quá trình tập trung chuyên canh cây lúa chất lượng cao, Ứng Hòa dẫn đầu thành phố Hà Nội về diện tích lúa Japonica, chủ yếu là giống G02 với hơn 3.400 ha một vụ, chiếm gần 50% diện tích lúa G02 toàn thành phố. Riêng quan điểm của tôi thì là cái cây lúa và cái cây lương thực vẫn là đứng hàng đầu. Vì cái lương thực này thì không ai là không phải sử dụng đến và dùng đến cả. Nó rất thiết thực cho mọi người. Như bây giờ chúng tôi đang có một cái mục tiêu là cánh đồng nào bỏ hoang, chúng tôi sẵn sàng vào để chúng tôi xạ và làm từ A đến Z cho bà con khép kín. Với hình thức liên kết sản xuất hoặc thuê khoán trọn gói, toàn bộ diện tích ruộng bỏ hoang tại xã Phương Tú sẽ được Hợp tác xã Đoàn kết thuê lại của các nông hộ để gieo trồng giống lúa chất lượng cao Japonica, giống G02 của Nhật Bản. Một giống lúa, một quy trình, cùng hiệu quả từ việc áp dụng cơ giới hóa và công nghệ trong sản xuất canh tác lúa. Từ những mảnh ruộng sâu trũng hoang hóa lâu ngày, nay trở thành những cánh đồng lúa chĩu bông. Năng suất vụ lúa xuân 2021 đạt tới 70 tạ trên 1 hecta. Bây giờ đầu tư vào lúa gạo là họ thấy nhiều nơi họ bỏ ruộng hoang quá, sợ không dám đầu tư. Thế nhưng mà bây giờ đi vào Hợp tác xã Đoàn kết thì tôi thấy là bà giám đốc thủy của chúng tôi là có nhiều máy móc hiện đại và làm cho kiểu mình đỡ cái công sức vất vả bỏ ra thì thu nhập vẫn được cao, thì cho nên là mình quyết định là theo đuổi cái ngành nghề này. Bên cạnh liên kết với người nông dân tại địa bàn, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn kết đã liên kết với các hợp tác xã trong và ngoài huyện, tổ chức sản xuất trên quy mô gần 300 ha lúa Japonica. Đồng thời, việc áp dụng cơ giới hóa được đưa vào từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch nên giảm rất nhiều chi phí trong sản xuất. Toàn bộ lúa của bà con trong các đơn vị liên kết đều được Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn kết đứng ra thu mua với giá 7.000 đồng 1 kg thóc tươi, cao hơn 500 đồng so với mô hình không liên kết. Đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trước đây thì đưa giống lúa Namorica của Nhật, sau đó là đưa máy cấy và tiến hành đến thời điểm này là đưa máy bay coi như là gieo xạ để phục vụ coi như là bà con nông dân. Nếu đưa cái này vào được thì nói thực ra sự ra mà nói nông dân là rất phấn khởi mà tình trạng bỏ ruộng là không còn. Được công nhận sản phẩm OCOP, hạt gạo khu cháy có tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm của Hợp tác xã Đoàn kết vì thế được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng. Trung bình mỗi vụ, Hợp tác xã này tiêu thụ 3.000 tấn thóc và 1.000 tấn gạo Japonica cho nông dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa với giá bán ổn định. Cùng một cái giống lúa đó, nhưng mà riêng huyện Ứng Hòa cấy cái G02 là cơm rất là đậm đà, ăn có cái vị nó ngọt, nó ngon hơn. Đấy. Thế mà cái diện tích thì rất là lớn. Nếu mà cấy thì như năm vừa qua là tới gần 4.000 ha một cánh đồng mẫu lớn. Ở đâu cũng vậy, các bà con sẽ cấy tập trung một giống lúa, một cánh đồng. Để ổn định sản xuất cũng như tập trung chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cho mặt hàng gạo đặc sản của thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, trong thời gian từ nay đến năm 2030, huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì ổn định 5 vùng lúa chất lượng cao với diện tích gần 6.000 ha. Từ thành công trong xây dựng sản phẩm OCOP, hạt gạo khu cháy có cơ hội nâng tầm giá trị, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân, tạo sự lan tỏa để nhiều nông sản khác cùng tham gia xây dựng sản phẩm OCOP.